Chào mọi người buổi sáng. Chúc mọi người một ngày thiệt là vui vẻ và khỏe mạnh ha. Hôm nay chỗ Linh ở lại mưa. Và mưa hôm nay thì lớn hơn mưa hôm qua luôn. Khí hậu rất là u ám và buồn bã. Thì hôm nay Linh sẽ định làm một cái món ăn mà tối hôm qua Linh có nói chuyện với lại một người dì á. Thì dì của Linh là nấu ăn là ngon lắm, xuất sắc luôn, có tiệm bán đồ ăn ở Việt Nam. Thì dì bày cho Linh cái cách làm cay giá mọi người. Cái cay giá mình làm bằng trứng đường với lại dầu ăn á, thì Linh nghĩ là nó món đó thì rất là phổ biến khi mà mình ăn bánh mì xong mình bôi nó lên ngọt ngọt béo béo đó. Thì Linh nghĩ là ở đây chắc cũng có nhiều bạn biết làm, nó không có khó, nhưng mà dì nói là không khó nhưng mà rất là dễ hư. Thì hôm nay ở trong nhà không có biết làm gì thì Linh sẽ thử làm món đó xem sao. Mong là nó sẽ thành công và mong là lần đầu. Hello mọi người. Mong là sẽ thành công cho cái lần đầu tiên Linh thử sức ở lĩnh vực nấu ăn một món khá đơn giản là cay giá. Mọi người ủng hộ Linh nha. Và sẽ có sự trợ giúp của bạn Anh. Bạn Anh có muốn giúp mẹ nấu ăn không? Dạ có. Thiệt không? Dạ. Bạn Anh có muốn nói gì với mọi người không? Con muốn nói là mời mọi người ăn Lucky Charms. Bạn Anh nói là mời mọi người ăn hả? Cái này là Lucky Charms. Lucky Charms hả? Uh-huh. Ok, Lucky Charms. Cái này giống như là bánh cốm ở Việt Nam. Bánh cốm ở Việt Nam mọi người. Con đích thích tại ngọt ngọt. Ok mọi người, vậy hôm nay kiếm chuyện gì làm thì Linh sẽ làm món cay giá. Thử coi là nó ra sao ha. Rồi bây giờ mình đang có là hai quả trứng với lại một chén dầu ăn nhỏ, không phải chén mà là chỉ là một vá canh, cái vá vừa vừa nhỏ nhỏ đó mọi người. Rồi một ít đường nên để trong chén này ha. Thì bây giờ Linh sẽ đập trứng ra cái tô để mà đánh nó lên cho nó tan đều lòng trắng với lại lòng đỏ. Sau đó đánh xong trứng rồi thì mọi người sẽ chuẩn bị một cái xoong nhỏ để mà mình bỏ trứng này vô mình quậy. Xong rồi trong cái quá trình mà quậy là nhớ để lửa nhỏ, mình mới chế từ từ, bỏ từ từ đường cát vô, rồi bỏ từ từ dầu ăn vô, rồi cứ tiếp tục khuấy đều như vậy thì nó sẽ đặc lại. Thì đó là cái cách mà dì của Linh nói, thì của Linh hướng dẫn cho Linh. Thì ok, bây giờ mình bắt đầu làm thử ha. Đánh trứng. Con không có làm nhân trứng luôn. Bố ơi, với mẹ lên làm nhân trứng lâm. Vậy hả? Anh không có làm nhân trứng lâm hả? Dạ. Sao bạn anh giỏi quá vậy ta? Rồi ok, rồi anh đưa mẹ giúp cho đánh mạnh lên chứ con quậy vậy lâu lắm. Ở đây nè. Đây đi mọi người, mẹ phải làm vậy nè. Nó có nhiều, mình phải làm vậy nè. Rồi bây giờ mình sẽ đổ trứng vô trong xoong để mình khuấy đều luôn ha. Quậy cho không đánh, quậy. Cho bạn nào cho. Quậy phải là vậy nè. Con đang quậy cái trứng gà. It didn't go as planned. That was not fun. Khuấy đều khoảng 3 phút thì mình bỏ đường, bắt đầu bỏ đường vô mọi người ha. Và tiếp theo là dầu ăn. Tục khuấy đều cho đến khi mà cái trứng nó đặc lại. Trời ơi, sau một hồi quậy thiệt là lâu, khoảng 15 phút thì cái nó đổi màu tới cái màu nó đậm hơn, nhưng mà Linh chưa thấy nó đặc. Nó cứ lỏng lỏng hoài vậy à. Dầu ăn với lại đường thì đã tan rồi,
mà vẫn không đặt lại, Linh không biết vì sao. Vậy Linh nói là nó dễ hư lắm, nhưng mà Linh không biết vì sao nó hư. Có thể là mình để dầu hơi nhiều hả ta. Bây giờ Linh cứ cố gắng tiếp tục quậy thêm thử coi làm sao ha. Sau một hồi quậy thì xong rồi Linh vặn lửa lên lớn lên chút xíu thì nó đặt lại nè mọi người ơi, thành công rồi. Có nghĩa là nãy giờ Linh để lửa nó hơi nhỏ, nó hơi quá nhỏ. Ok, nó đặt lại rồi nè mọi người, cũng thấy cũng giống lắm. Rồi bây giờ mình múc ra chén mình để dành mình ăn lần. Mình sẽ thử hôm nay một miếng bánh mì nhỏ, coi thử làm nó có ngon không. Rồi đây mọi người, sau khi mà sau khi mà làm xong rồi thì Linh sẽ được một thành phẩm như thế này. Nhìn nó không có đẹp, cái màu nó không có đẹp hả mọi người, nó không biết tại sao. Có thể là cái trứng gà nó màu, cái trầm vàng nó không có được vàng lắm, nhưng mà không sao, lần đầu tiên như vậy là Linh cũng cảm thấy mãn nguyện rồi. Linh nướng thêm một miếng bánh mì nữa, bây giờ mình thử mình ăn với nó như thế nào nha mọi người nha. Bạn anh không bỏ cái đó đi, con ăn này với mẹ nè. Mọi người có thấy không? Rồi mình bẻ cái này ra ha. Rồi Linh lấy một miếng cà giá bỏ vô cái muỗng này. Đây khoảng chừng nhiêu đây thôi. Đó, Linh. Nó không có đẹp mà nó ngon lắm á mọi người ơi. Nó xốp, nó mềm mà nó ngọt ngọt. Nó không ngọt lắm, nó ngọt vừa thôi, bé béo nữa. Ăn có lúc là vừa miệng luôn á. Cái này có thể là ăn sáng được nè. Hoặc là mình làm bánh mì thịt á, mình bôi một lớp mỏng bên trong xong rồi mình bỏ thịt lên là mình nghĩ nó cũng ngon lắm á. Thì nó làm xong vlog phải không? Ừ, thành công được khoảng 80% rồi mọi người. Thấy vui với mọi người ha. Mình làm như thành công, mình thấy như công sức mình được đền đáp. Đó, tụi em chưa đánh bao đúng không? Mommy, don't put that thing into that because I like your book. Cái bên này nó có một cái lọ bánh bao nhân trứng gà, nó gọi là nhân trứng gà, nhưng mà Linh nghĩ nó cũng làm giống như vậy thôi nè. Đánh ra rồi bỏ thêm chút xíu mùi của mẹ quên mùi của đậu xanh. Thì bỏ cho trong nhân này, bạn anh rất là thích ăn cái món bánh bao đó. Thì Linh nghĩ là bây giờ thì Linh đã biết cách làm rồi, không cần phải đi mua nữa. Ăn với bánh mì cũng ngon luôn, đâu cần thêm bánh bao. Cái món bánh nào? Ok, Linh ăn, Linh sẽ ăn đây. Linh tạm biệt mọi người ha. Bữa sáng của Linh bữa nay là ngon luôn, ngon khỏe rẻ. Linh tạm biệt mọi người, Linh dừng ở đây luôn ha. Chúc mọi người một ngày thật là vui vẻ và khỏe mạnh. Bye bye.